Phiên trading Hello, ngày hôm xin qua các bạn. Là một chào ngày mừng các bạn tiếp tục tin có những thị cái vận trường động theo khá sát sáu cái mà phiên chúng ta... trading ngày hôm qua là một cái ngày mà tiếp tục có những cái vận động theo khá sát những cái mà chúng ta đã dữ liệu trong bản tin cập nhật sáng ngày hôm qua. Đầu tiên đó là cái lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn Mỹ thực sự đã quay trở lại và điều này đang có động lực thúc đẩy kéo đồng đô la Mỹ đi tăng trở lại cái xu hướng tăng trưởng. Mọi người có thể nhìn thấy rằng là ở trên màn hình á thì lợi tức trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ hoặc là những cái kỳ hạn khác thì đều tăng lại từ khá là mạnh. Chúng ta thấy rằng là từ cái kỳ hạn 1 tháng cho đến 30 năm thì đều có những cái sự tăng trưởng đáng kể. Và trong cái bối cảnh đó thì giá của trái phiếu tiếp tục suy giảm. Điều này là phản ánh cái kỳ vọng đặt nặng cái kỳ vọng vào cái phiên họp của Fed sẽ được diễn ra vào trong khoảng là ngày 15 tháng 6 tới đây. Và theo đó thì cái xác suất dự đoán về cái việc Fed sẽ vẫn tiếp tục nâng lãi suất ở mức 0,5% dường như là vẫn chưa có thay đổi nhiều so với lại cái phiên trading ngày hôm qua. Thì với cái sự tăng trưởng của lợi tức trái phiếu mà khá là mạnh trở lại gần đây á thì nhiều khả năng xu hướng tăng trưởng của đồng đô sẽ vẫn tiếp tục được củng cố trong những cái phiên trading tiếp theo. Cái mục tiêu đối với đồng đô la Mỹ của chúng ta vẫn tiếp tục hướng về cái vùng 104-105 là chưa có thay đổi cho đến cái thời điểm hiện tại. Ngày hôm qua thì chúng ta nhìn thấy rằng là mặc dù đồng đô la Mỹ có cái sự tăng trưởng trở lại thì hầu hết các cái đồng tiền G7 có cái sự suy yếu, đặc biệt trong đó có đồng Yên Nhật, đồng đô la Úc và đồng bảng Anh và Canada, nhưng đồng euro thì lại có một cái sự tăng trưởng tương đối là cũng đáng kể, 0,23% so với cái sự tăng trưởng của đô la là 0,22%. Thì liên quan đến cái sự vận động của phiên trading ngày hôm qua trên nhóm các cặp tiền G7, chúng ta chỉ có thể nói rằng là cái xu hướng hiện tại vẫn theo chiều hướng là nghiêng về phía đồng đô la Mỹ và thôi. Và nhóm các cặp tiền G7 sẽ nhiều khả năng tiếp tục suy yếu trong những cái phiên trading tiếp theo. Đồng euro cũng có khả năng chỉ là những cái vận động mang tính ngắn hạn thôi, rất khó cho euro có thể đảo ngược được cái xu hướng trong cái bối cảnh hiện tại. Nhìn vào các cái chỉ số chứng khoán thì chúng ta cũng sẽ thấy một cái điều tương ứng, đó là các cái chỉ số thì giảm trở lại, tiếp tục giảm trở lại. Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ bao gồm có Dow Jones, có Nasdaq, có S&P 500 thì đều giảm ở cái mức tương ứng là khoảng 0,7-1%. Và các cái nhóm ngành chính, 11 nhóm ngành chính ngoại trừ nhóm ngành năng lượng thì đều có cái sự suy giảm tương ứng. Điều này cũng phù hợp với lại cái tâm lý chung mà chúng ta đã cập nhật trong cái bản tin cập nhật ngày hôm qua, đó là thị trường đang đặt nặng tâm lý vào cái phiên họp của Fed diễn ra vào ngày 15 tháng 6 tới đây. Thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy rằng là chỉ số S&P 500 rõ ràng vẫn đang gặp khó khăn tại cái vùng kháng cự 4.150-4.200 điểm của mình, và cái biểu đồ ngày càng tích lũy dần về cái vùng thu hẹp, cái vùng đầu nhọn của cái mẫu hình Gray Pattern, một cái mẫu hình tam giác mà chúng ta đã nhìn thấy ra ở đây. Thì rất có thể trong những cái ngày tới đây, khi mà cái phiên họp của Fed, cái biên bản của Fed chưa được công bố, thì S&P 500 nhiều khả năng vẫn tiếp tục nén lại trong đây, rồi sau đó có thể sẽ break down và đi xuống, hoặc có thể sẽ có một cái cú full break, một cú bull trap đi lên phía bên trên này, sau đó mới thật sự là rớt xuống nha. Và cái hướng đi chính của chúng ta nhận định thì vẫn là theo cái chiều hướng mà S&P 500 có thể sẽ điều chỉnh giảm trở lại trong cái vùng này mà thôi. Liên quan đến cái nhận định này á, thì đầu tiên phải kể đến cái việc đó chính là lý do là do cái lợi tức trái phiếu đang tăng trở lại khá là mạnh, là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai nữa ấy, là chúng ta nhìn sang cái yield curve. Thì yield curve là một cái biểu đồ mà chúng ta trong thời gian qua chúng ta đã lâu chúng ta không có cập nhật lại. Thế nhưng mà chúng ta nhìn mà xem thì hiện tại nó vẫn đánh dấu là normal. Thế nhưng mà có vẻ như cái mức của bond, cái lợi tức kỳ hạn 2 năm và cái 10 năm á, đang gần ngày tiệm cận gần nhau rồi, gần nhau. Có nghĩa là yield curve ngày càng trở lên flatten nhiều hơn và hướng tới có thể sẽ là inverted yield curve. Ở đây chúng ta cũng có thể thấy kéo nhìn thấy được cái xu hướng vận động của yield curve trong khoảng 30 ngày qua, đúng không ạ? Đó là khi mà cái lúc trước á thì đây là cái vùng cái đầu ngắn hạn của yield curve nó còn ở dưới thấp. Thế nhưng hiện tại thì nó cũng đẩy lên khá là cao, và càng ngày á thì cái tốc độ đẩy lên của yield curve ở cái chiều ngắn hạn càng nhanh hơn so với lại yield curve dài hạn. Và kết cục tất yếu là chúng ta có một cái yield curve đang ngày dần flatten nhiều hơn, và yield curve flatten là một cái gì đó không tốt cho cái thị trường chứng khoán cũng như là các cái loại tài sản rủi ro nha. Đó là cái lý do mà tại sao chúng ta có cái nhận định đó là đồng đô la Mỹ hay là đồng tiền trú ẩn nhiều khả năng có thể sẽ tiếp tục quay trở lại cái xu hướng tăng, cũng như là các cái đồng tiền có cái tính rủi ro cao như tiền hàng hóa sẽ nhiều khả năng quay trở lại cái xu hướng giảm trong cái thời gian tới. Về cái chiến lược ngắn hạn thì chúng ta vẫn tiếp tục ưu tiên các cái cơ hội canh bán ra các cái cặp tiền G7
hay là mua vào đồng đô la Mỹ cũng như bán ra các cái chỉ số chứng khoán. Hôm qua thì euro tăng khá là mạnh, như lúc nói như đề cập lúc ban đầu nó tăng 0,23%. Nhưng tuy nhiên nhìn vào cái biểu đồ của EU hiện tại á, thì chúng ta thấy rằng cái cấu trúc giá hiện tại vẫn đơn thuần chỉ là một cái cấu trúc giá giảm mà thôi, với các cái đỉnh ngày càng thấp dần. Vậy chúng ta nhận thấy nếu như đây là đỉnh là topping, thì sau khi breakout được cái uptrend đường line màu đỏ chúng ta vẽ đấy á, thì sau đó lần lượt là những cái vùng đỉnh ngày càng thấp dần. Và ngày hôm qua thì bật lên quay dường như là muốn test lại cái đỉnh cũ nhưng không có thành công, giá lại bị giảm dội giảm ngược trở lại. Và đây có thể xem là một cái tín hiệu bán xuống đối với lại EURUSD hiện tại, với cái vùng mục tiêu là trước mắt tại cái vùng support gần nhất 1.0650 của cặp tiền EURUSD này nha. Liên quan đến cặp tiền này á, thì ngày hôm qua chúng ta cũng có biết rằng là có Yellen là Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ có một cái phát biểu về cái tình hình lạm phát của Mỹ. Yellen có nhấn mạnh về một cái tình huống đó là cái lạm phát hiện tại của Mỹ là trên 8%, là một cái con số gần như là không thể chấp nhận được, và lạm phát của Mỹ thì chỉ nên phù hợp ở cái mức là khoảng 2% mà thôi. Thì tất nhiên là cái việc nói và cái việc làm á, thì nó còn cách rất là xa, tại vì chúng ta biết rằng lạm phát của Mỹ hiện tại vẫn là 8,5% và cái mục tiêu lạm phát là 2%, một cái số chênh lệch đến 6,5%, một cái mức rất là xa đúng không ạ, một cái mức rất là xa. Và bà cũng thừa nhận rằng là Hoa Kỳ hay là bà Bộ Tài chính á, cũng đã có những cái đánh giá rất là sai trong cái thời điểm năm ngoái, khi mà nhận xét rằng là lạm phát nó chỉ là một cái vấn đề mà người tính tạm thời nhất thời sẽ sớm giảm trở lại. Đó là một cái sai lầm của bà, hôm qua bà đã thừa nhận. Thì cái hàm ý của bài phát biểu này có nghĩa rằng là Hoa Kỳ hay Bộ Tài chính Hoa Kỳ á, thì rất có thể sẽ đeo đuổi cái chính sách tiếp tục là thắt chặt để đẩy cái lạm phát từ cái vùng 8% trở lại cái vùng 2% mục tiêu của mình. Tất nhiên là một chặng đường rất là dài để cho có thể hoàn thành được. Liên quan đến cái điều đó, nó cũng là một cái điều thúc đẩy cho cái bond yield mà tăng đều các cái kỳ hạn cũng như là chỉ số DXY tăng trở lại. Thì khi mà DXY tăng trở lại hay đồng đô la Mỹ tăng trở lại thì đương nhiên đồng euro sẽ chịu những cái áp lực và có khả năng là sẽ tiếp tục còn đi xuống trong thời gian tới nha. Đồng bảng Anh ngày hôm qua thì thật sự là đã giảm trở lại, nhưng mà mức giảm thì cũng không có đáng kể quá nhiều, không đáng kể quá nhiều. Trước đó chúng ta từng kỳ vọng, không loại trừ cái kịch bản đó là bảng Anh có thể sẽ quay trở lại test về cái vùng đỉnh cũ 1.2670 khi mà có tín hiệu nến một cái bear trap xuất hiện rất là rõ. Nhưng tuy nhiên thì giá không có tăng được lên đến đó, và hiện tại thì cũng không có nhiều cái mẫu hình nến có giá trị để mà dự báo cái kịch bản có khả năng sẽ thật sự tăng trở lại phía bên trên này. Còn tín hiệu bán xuống thì có vẻ đây lại được xem giống như là một cái mẫu hình gọi là half Batman đúng không ạ, giống như một mẫu hình half Batman, khi mà một cái cây nến tăng trưởng rất là mạnh, theo sau là một loạt những cái cây nến giảm giá với tốc độ ngày càng lớn dần. Với cái mẫu hình này thì rất có thể là bảng Anh sẽ tiếp tục rớt xuống trong những ngày tới đây, khi mà đồng đô la Mỹ quay trở lại cái xu hướng tăng, và chúng ta cùng chờ đợi cái tín hiệu tham gia vào cái vị thế bán xuống đối với lại đồng bảng Anh trong thời gian tới nha. USDJPY là một trong những cái tình huống thị trường diễn tiến khá là sát theo cái chủ điều chúng ta nhận định, đó là hướng tăng là chủ đạo. Ngày hôm qua khi mà USDJPY còn loanh quanh ở cái vùng khoảng đâu đó 132, 133 thì chúng ta nhận thấy rằng chỗ này là một cái tín hiệu được xem là một cái tín hiệu mua lên đối với lại USDJPY. Và tôi có nói rằng là mua lên tại cái vùng giá này á, thì mức dừng lỗ là bên phía dưới của cái cây pin bar màu trắng này mà thôi. Thì hiện tại USDJPY lại tiếp tục tăng khá là mạnh, tăng rất mạnh chứ không phải khá mạnh nữa, lên đến cái vùng gần như là đến đến vùng 135 là trong tầm tay rồi. Thì như có nói trong những cái bản tin cập nhật cách đây khá là lâu rồi về cái việc đó là USDJPY đã phá được cái đỉnh cao, gần như những cái đỉnh cao nhất trong cái lịch sử của cái cặp tiền này đúng không ạ. Chúng ta nhìn vào cái biểu đồ Monthly Chart thì chúng ta sẽ thấy có một cái hiện tượng đó là cái đỉnh cao nhất của nó từ những cái thời năm 2000 là 1 2002, thì hiện tại 135 cũng là cái vùng kháng cự mà cách đây như vậy là hơn 20 năm rồi đúng không ạ. USDJPY lại quay trở lại cái vùng đỉnh cũ thì rất có thể là đây sẽ hình thành một cái vùng kháng cự khá là cứng. Và hai nữa là trên cái phương diện mà kỹ thuật á, tức là cái định lượng về cái việc quá mua và quá bán á, thì chúng ta biết rằng là có vẻ như là USDJPY lại một lần nữa rơi vào cái vùng gọi là cái vùng trạng thái quá mua rất là mạnh đúng không ạ. Chúng ta nhận thấy trên cái bro ạ, D1 daily á, thì trước đó khi USDJPY có một cái chu kỳ tăng trưởng rất mạnh sau cái kỳ chính sách cái động thái chính sách của BOJ thì cặp tiền USDJPY vượt lên trên 70 rất là lâu. Thì hiện tại lại một chu kỳ nữa và đẩy cái chỉ báo RSI, chỉ báo động lượng
đo lường cái độ quá mua quá bán của thị trường lại tiếp tục vượt lên, quay trở lại cái vùng phía bên trên 70, cho thấy rằng là khả năng cặp tiền này lại tiếp tục rơi vào trạng thái là quá mua rồi. Nhưng trong một cái trạng thái thị trường, điểm mà chúng ta cần lưu ý là như thế này, tức là khi mà một cái thị trường có một cái yếu tố cơ bản hỗ trợ rất là mạnh mẽ cùng về mặt tâm lý thị trường ấy, thì những cái chỉ báo này chỉ mang cái chiết tham khảo thôi và rất khó để đảo chiều xu hướng thị trường, mà có thì thường chỉ là những cái pullback nhỏ nhỏ để giúp cho cái thị trường đó thoát ra khỏi cái trạng thái quá mua quá bán thầm mà thôi. Như đây chúng ta thấy là USD JPY sau khi mà vượt lên trên phía 70 và cặp tiền tăng rất là mạnh, thì chúng ta thấy rằng là chỉ báo này lần lần đi xuống, nhưng mà USD JPY thì cũng chỉ là correction rất là nhỏ nhỏ mà thôi, đúng không? Correction rất là nhỏ, sau đó lại bật tăng trở lại mà thôi. Cho nên là hướng tới cái thời gian tới á, thì rất có thể là vùng 1.135 của USD JPY là một cái vùng kháng cự rất là cứng, kháng cự trong 20 năm mà rất là cứng, cho nên cũng có thể sẽ có những cái sự pullback nhất định, sẽ có những cái sự pullback nhất định. Cái nguyên nhân làm cho pullback là gì, là cơ bản là gì, thì nguyên nhân cơ bản là gì chúng ta chưa biết, nhưng về mặt kỹ thuật thì rất có thể sẽ có pullback tại 1.35 này nha, anh chị em lưu ý cái điểm đó. Điều này có nghĩa rằng là gì ạ? Có nghĩa rằng là nếu như chúng ta tham gia vào cái vị thế mua từ những cái vị thế trước, như là ngày hôm qua chúng ta mua được chẳng hạn, hoặc là những ngày trước đó, thì cũng nên xem xét chốt phần dần một phần lợi nhuận tại cái vùng 135 đi, hoặc là những người chưa tham gia được vào cái vị thế mua thì nên chờ đợi những cái vị thế pullback trước khi tham gia trở lại mua trở lại đối với USDJPY nha. Bộ ba các cặp tiền hàng hóa ngày hôm qua mặc dù khá là ít biến động, cũng dễ hiểu thôi, tại vì ngày hôm qua chúng ta biết rằng là trên lịch sự kiện không có nhiều các cái thông tin cơ bản được công bố trong cái ngày thứ tư ngày hôm qua, cho nên là hầu hết ba cái cặp tiền hàng hóa thì cũng có những cái biến động không đáng kể, biến động không đáng kể. Nhưng về mặt tâm lý thị trường chung và xu hướng cơ bản thì vẫn theo chiều hướng đó là ba đồng tiền hàng hóa có thể sẽ tiếp tục suy yếu so với đô la Mỹ, và hướng giao dịch chủ đạo của chúng ta vẫn là theo cái chiều hướng bán xuống mà thôi. Trên màn hình thì chúng ta thấy rằng là AUD USD vẫn đang thể cho thấy cái áp lực bị bán ra tại cái vùng trendline mà nó vừa mới hình thành thôi. Một cái quyết định tăng lãi suất mà gọi là hầu như là nằm ngoài tiên đoán của thị trường, của RBA, Ngân hàng Trung ương Úc, đúng không ạ? Từ 0,35 đẩy lên 0,8%, nâng 0,5%. Trước đó thì người ta đồn đoán rằng là chỉ nâng đâu đó cùng lắm là đẩy lên đến 0,75% mà thôi, nhưng đẩy một phát vượt quá luôn cả cái con số lớn nhất mà thị trường kỳ vọng, nhưng cũng không giúp cho cái cặp tiền AUD này có cái sự tăng trưởng trở lại. Điều đó cho thấy rằng là gì ạ? Cho thấy rằng là áp lực đối với đồng tiền hàng hóa như AUD hiện tại khá là lớn, và nhiều khả năng sẽ tích lũy vùng này trước khi mà thật sự điều chỉnh đi xuống sâu hơn nữa trong những ngày tới đây. Hiện tại thì chúng ta cũng có thể tham gia vào cái vị thế bán xuống đối với AUD với mức dừng lỗ bên trên đỉnh của cái phần cụm nến pin 3 này nha. NZD USD cũng sẽ chung một cái kịch bản tương tự như vậy, chúng ta cùng tham gia vào cái vị thế bán xuống với cái mức dừng lỗ bên trên đỉnh của cái cây pin 3 này. Còn USD CAD thì có một chút khác biệt hơn, đó là liên quan đến cái vấn đề về giá năng lượng. Chúng ta biết rằng là ngày hôm qua thì trong 11 cái nhóm ngành của thị trường chứng khoán Mỹ thì chỉ có mỗi cái cổ phiếu về năng lượng là giữ được cái đà tăng trưởng mà thôi. Liên quan đó là vì cái giá dầu cũng như là các cái năng lượng cơ bản, dầu khí đốt thì đều vẫn có những cái sự những cái yếu tố thúc đẩy cái giá tăng trưởng khá là mạnh. Thành ra là đồng Canada cũng được hưởng lợi trong một cái xu hướng đó. Nhưng tuy nhiên thì chúng ta cần phải nói rằng là đồng đô la Mỹ cái xu hướng chính vẫn là theo cái chiều hướng tăng trưởng mà thôi. Và một cái yếu tố duy nhất là giá dầu thì cũng rất khó để giữ cho cái đồng đô la Canada có thể duy trì được cái sức mạnh so với đồng đô la Mỹ. Tổng hợp những cái điều đó thì rất có thể cái hướng đi của USD CAD có thể sẽ hướng về, vẫn sẽ tiếp tục giảm, nhưng mà hướng về cái vùng là 1.2470, 1.2480 là một cái vùng kháng cự rất là cứng đối với lại USD CAD trước khi quay trở lại cái xu hướng tăng nha. Tất nhiên là sự hỗ trợ cho cái đà giảm rất là mạnh của USD CAD trong thời gian qua nó còn liên quan đến cái chính sách của ngân hàng trung ương Canada là BOC, họ cũng là một trong những cái ngân hàng mà có cái động thái chính sách tiền tệ rất là cứng rắn nha. USD CAD thì vẫn tiếp tục duy trì cái đà tăng trưởng trong cái phiên trading ngày hôm qua, và biểu đồ hiện tại của USD CAD trên cái biểu đồ H4 ấy, cho phép chúng ta tham gia vào cái vị thế mua với cái mức dừng lỗ bên phía dưới của cái cây pin 3 có phần dâu nến này nha. Tại vì hiện tại thì xu hướng tích lũy của đồng đô càng ngày càng rõ, và hướng đi của lợi tức trái phiếu thì
theo cái đà tăng càng ngày càng được củng cố nhiều hơn hướng về cái vùng 3.2, đúng không ạ? Như vậy thì USD ZDF sẽ theo tương quan rất chặt theo hướng đi của đồng đô la Mỹ, và như vậy thì không loại trừ kịch bản USD ZDF nếu đồng đô la Mỹ có thể tăng lại vùng 104, 105 thì cũng không loại trừ kịch bản USD ZDF có thể sẽ tăng trở lại cái vùng 1 chấm phía bên trên này nha, tức là ngang giá đồng đô la Mỹ và đồng franc Thụy Sĩ trở lại ngang giá với nhau như là trước đó nó đã đạt trước. Và tín hiệu hiện tại, cái mẫu nến hiện tại là một cái tín hiệu mua lên đối với USD ZDF nha. Trên cái thị trường vàng thì ngày hôm qua mặc dù giá có sự tăng trưởng trở lại khá mạnh vào đầu phiên Mỹ nhưng mà không giữ được đà tăng cho đến cuối phiên, và hiện tại thì chúng ta thấy rằng là kết thúc ngày hôm qua là một cái phần thân nến với cái giá đóng cửa gần như đã bằng với lại giá mở cửa. Thì như có nói trong cái bản tin cập nhật ngày hôm qua, đó là các cái động lực cơ bản hiện tại hỗ trợ cho cái khả năng vàng sẽ tiếp tục suy yếu, và những yếu tố đó hiện tại vẫn chưa có thay đổi, đó là lợi tức trái phiếu vẫn đang tăng, đồng đô la Mỹ vẫn đang tích lũy cái đà tăng lên, cái xu hướng bán ra của các cái quỹ tín thác vàng như là SPDR Gold thì vẫn tiếp tục tăng cường cái đà bán tháo của mình. Như vậy thì rất có thể là cái sự đi lên của ngày hôm qua đồng thời để lại cái cây nến pin ba này chỉ là một cái tín hiệu cho phép mọi người có thể tham gia vào cái vị thế bán xuống thôi. Từ quan điểm cá nhân, tôi cho rằng vàng trước mắt sẽ rớt lại cái vùng 1840, cái vùng đáy cũ này, và xa hơn á thì là nằm tại đâu đó 1830, 1830 132 gì đó nha. Thì đó là cái target cho cái mục tiêu giá cho cái thị trường vàng trong những cái ngày tới đây. Và nếu như ngày hôm nay có thể xuất hiện một cái cây nến pin 3 với phần dầu nến càng dài càng tốt thì chúng ta sẽ kích hoạt cái vị thế bán xuống. Còn nếu không có thể sẽ tham gia bán dần khoảng 30% tại mức giá hiện tại. Nếu như giá có thể quét lại đỉnh cũ thì chúng ta tham gia bán nốt các cái vị thế còn lại nha. Các cái chỉ số chứng khoán như S&P 500 vẫn tiếp tục gặp khó trong cái vùng kháng cự 4.150 và 4.200. Và theo cái quan điểm cá nhân thì tôi cho rằng là S&P 500 sẽ tiếp tục trading bị nén lại trong cái phần hẹp cái đầu nhọn của cái mẫu hình wave pattern này trong những cái ngày tới, khi mà Fed chưa thật sự đưa ra cái quyết định lãi suất của mình vào cái ngày 15 tháng 6 tới đây. Một cái kịch bản mà mình rất là mong chờ đó là cái chỉ số này sẽ có một cái cú bull trap, tức là quay trở lại test lại cái vùng breakout cái mẫu hình wave pattern này, nhưng cái breakout đó nhanh chóng cover rút chân để lại một cái cụm nến pin 3 và sẽ theo cái chiều hướng giảm điểm nha. Hoặc một cái kịch bản khác có thể lại breakout luôn cái này nhưng sau đó sẽ retest trở lại cái vùng giá đã phá vỡ và cũng sẽ quay trở lại cái xu hướng giảm là chủ đạo. Thì mục tiêu giá cho cái kỳ giảm này của S&P 500 có thể sẽ hướng lại cái vùng 3.900, 4.000 đối với lại cái kỳ dịch chuyển tiếp theo nha. Trên cái thị trường tiền số thì mặc dù là vẫn khá là cứng, giao dịch loanh quanh cái vùng 30.000 đô la một bit, nhưng chúng ta nhận thấy rằng là rõ ràng thị trường tiền số vẫn chưa có một cái tín hiệu bứt phá nào đáng kể, hoàn toàn breakout được cái vùng 32.000 để xác lập một cái xu hướng đi lên cả. Bây giờ á, thì mình rất mong chờ một trong hai cái kịch bản thị trường có thể xảy ra. Cái thứ nhất đó là breakout hoàn toàn được cái vùng 32.000 xác lập xuống đi lên, hoặc là một cái cây nến đạp xuống quét trở lại vùng đáy cũ luôn, quét trở lại đáy cũ luôn. Trên cái biểu đồ tháng á, mọi người sẽ nhìn thấy rằng là có một cái phần dâu nến này này. Mình rất mong thị trường sẽ đạp xuống quét trở lại cái phần dâu nến của cái cây nến Manti này luôn, sau đó là rút chân để lại tiếp tục là một phần dâu nến, thì đó cũng sẽ là một cái tín hiệu kích hoạt cái vị thế mua lên rất là mạnh nha. Hiện tượng đó người ta sẽ gọi là kin long, tức là giết những người mua trước khi mà giá thật sự đi lên. Thì đó là hai cái kịch bản thị trường mà chúng ta có thể kỳ vọng xảy ra trong cái thời gian tới. Tất nhiên mình mong cái kịch bản thứ hai xảy ra hơn, tức là nó sẽ loại rũ sạch được những cái người mua trước khi mà thị trường thật sự đi lên, chỉ còn có những gọi là strong hand, những cái người cứng tay mà thôi. Thì trên đây là bản tin cập nhật thị trường ngày mùng 9 tháng 6. Xin chúc quý vị và anh chị có những thông tin tham khảo hữu ích cũng như là giao dịch hiệu quả.